chào ông ạ, tôi được biết là Gỗ Việt và Sơn Hà Stech đã có mối hợp tác lâu năm mà hai bên đã cùng hợp tác thực hiện rất nhiều công trình. Thì vậy qua quá trình trực tiếp trải nghiệm của Sơn Hà Stech, ông đánh giá thế nào về mẫu thiết kế của Sơn Hà? Thế thì theo mẫu các cái thiết kế của Sơn Hà thì tôi thấy rằng là rất là kỹ lưỡng, chất lọc nhiều cái tinh hoa. Chính vì vậy mà tạo được những cái sản phẩm rất là phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Cái nữa là cái trong cái quá trình sử dụng nó rất là hiện đại. Cái đấy nó biểu hiện của cái sự tư duy rất là sâu sắc. Cái thứ hai về đánh giá về Sơn Hà thì tôi mình nhận xét là đội ngũ kiến trúc sư cũng như là kiến trúc sư rất là trẻ. Chính vì trẻ cho nên là họ có tinh thần năng động, sáng tạo và họ đã tiếp thu được nhiều cái mới. Thì chính vì thế mà người ta làm ra những cái sản phẩm rất là làm cho khách hàng rất là hài lòng. Đấy là cái phần sắp tới thì là đơn vị sẽ cùng Sơn Hà thi công rất là nhiều công trình. Thế thì chúng tôi mong muốn thời gian tới sẽ được tiếp tục cùng Sơn Hà đi phát huy hơn nữa và tiếp tục được thi công nhiều cái hạng mục nữa để làm sao mà gắn được cái thương hiệu này phát triển thương hiệu kiến trúc Sơn Hà. Thế còn kỷ niệm 10 năm sắp tới của kiến trúc Sơn Hà thì chúng tôi xin chúc là kiến trúc Sơn Hà ngày càng phát triển vững mạnh. Thế và cái thương hiệu của kiến trúc Sơn Hà thì gắn liền với các công trình trên các tỉnh thành cả nước. Thế được chưa?